Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin Lê Minh Hoàng cư trú tại địa phương tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp văn bản xác nhận chính ông đã cầu nguyện cho nông dân của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành bớt thiệt hại trong vụ mùa huyện đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành và Ủy ban Nhân dân xã Bột Xuyên báo cáo sự việc. Theo đó, trong văn bản trên, ông Lê Minh Hoàng viết, sau thời gian quan sát giữa lúc lúa chín vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành cũng làm việc với ông Đinh Quang Thành, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành và xác nhận, chữ ký dấu đóng trên văn bản mà ông Hoàng cung cấp đúng là của ông Thành. Cùng lúc, Ủy ban Nhân dân xã Bồ Xuyên đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, huyện đang chờ báo cáo chính thức của hai xã trên. Trước mắt, ông Hoàng xin lỗi về việc công khai văn bản. Ông Hoàng nhận sai và xin rút lại các văn bản đã gửi. Đại diện chính quyền địa phương nhìn nhận có thể xuất phát từ quê hương thuần nông với nghề trồng lúa nước là chủ yếu nên phát sinh sự việc trên. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nói, huyện đang giao cho cơ quan nội vụ tôn giáo xem xét thêm về sự việc, riêng trường hợp ông Thành ký đóng dấu của hợp tác xã vào văn bản của ông Hoàng, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Sáng ngày 16 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng chia sẻ, ông đã đến làm việc với chính quyền về văn bản có dấu của hợp tác xã Mỹ Thành. Theo lời ông Hoàng, trong buổi làm việc, ông được cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng những gì có liên quan đến dấu đỏ chưa được kiểm chứng thì không nên đưa lên mạng xã hội. Ông Hoàng nói, về báo cáo của tôi, họ hỏi tôi lấy các con số chi tiết về giảm thiệt hại vụ mùa cho bà con hợp tác xã Mỹ Thành ở đâu. Tôi nói do tôi thương bà con làm nông nên ra bờ ruộng nằm theo dõi, xem gió đến lúa ngát đổ vào thời điểm nào, từ đó tôi mới ghi giờ giấc vào được như vậy cũng theo ông hoàng cơ quan chức năng giải thích cho ông hiểu rằng việc giảm thiên tai của năm này so với năm trước hay không phải do các cơ quan khoa học kiểm chứng một mình giám đốc hợp tác xã là không được do vậy ông hoàng mới nhận lỗi và được yêu cầu rút lại các văn bản đã báo cáo liên quan đến dấu của hợp tác xã nông nghiệp mỹ thành về việc cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hoàng Thông tin các nơi ông gửi công văn giới thiệu của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về khả năng cầu mưa tới nay đều nói đang chờ xin ý kiến lãnh đạo. Khi được hỏi tại sao ông phải chờ có giấy mời của chính quyền địa phương mới cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh ông hoàng cho biết tôi lo lắng rằng nếu ông tự đi mà không có sự hỗ trợ từ địa phương thì có thể hàng ngàn người kéo ra xem sẽ nguy hiểm ông hoàng chia sẻ tôi không lập đàn cầu mưa mà tôi chỉ xin chính quyền cử cán bộ dẫn tôi đến một vài nơi hỏi ý kiến người dân xong về tôi cầu nguyện xin mưa tôi đọc kinh cầu nguyện xin cho các vùng đang bị hạn hán không có đòi hỏi gì thêm tôi chỉ đề nghị người dân khi thấy tôi xin mưa thì bình tâm không ùn ùn kéo ra đường Ông Lê Minh Hoàng, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu với Tri Cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh về khả năng cầu mưa cho biết từng cầu cho lúa ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội bớt ngã đổ vì gió. Để chứng minh, ông Hoàng đã cung cấp văn bản có con dấu và chữ ký của Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Theo nội dung văn bản, ông Hoàng trình bày, mình có khả năng đặc biệt giúp giảm được thiên tai cho ngành nông nghiệp. Ông Hoàng cũng phân tích do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên đã ảnh hưởng ông hoàng viết trong nhiều năm tôi đi tham quan nhiều nơi thấy vụ xuân hè toàn gieo mạ và cấy lúa đúng vào những ngày rét đậm gây cho mạ chết lúc cấy nhiệt độ quá thấp khiến cho thợ cấy tê cứng chân tay vụ hè thu do nắng nóng bà con phải đi cấy đêm tôi chăn trở xót xa tôi thấy xã viên xã mỹ thành đi buộc lúa do ngã đổ nhiều nhà không buộc kịp dẫn đến lúa bị mọc mầm cả cánh đồng tôi bảo tôi muốn giúp bà con đỡ thiệt hại và lúa đỡ bị ngã đổ các bà có đồng ý không? Họ bảo được thế thì tốt quá, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Trước tình hình đó, tôi âm thầm nghiên cứu cầu nguyện, tìm giải pháp giúp đỡ bà con nhân dân giảm được thiệt hại do mưa gió gây ra. Văn bản còn thể hiện, sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chín và tháng 8 năm 2023, thì xảy ra gió giật mạnh. Ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Kết quả thiệt hại vụ mùa đó giảm 80% so với vụ mùa 2021-2022. Văn bản này còn có chữ ký và xác nhận của ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành. Khi đề cập đến văn bản trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết sẽ vào cuộc xác minh tính thực hư của văn bản. Vì lãnh đạo này nói: "Tôi đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành để kiểm tra xác minh lại sự việc." Tại sao lại có dấu đỏ xác nhận của hợp tác xã trong báo cáo trên cũng được chúng tôi tiến hành xác minh. Tới chiều ngày 15 tháng 4, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết sau khi tiếp nhận được thông tin, huyện đã lập tức giao cho ban tôn giáo, chính quyền hai xã Mỹ Thành và Bột Xuyên, nơi cư trú của ông Lê Minh Hoàng để xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định văn bản trên chính là do ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành ký. Vị lãnh đạo huyện Mỹ Đức nói, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành đã họp và yêu cầu ông Đinh Quang Thành, chủ nhiệm hợp tác xã, viết bản kiểm điểm. Ông Thành là đảng viên, cầm con dấu của hợp tác xã mà lại đi xác nhận những sự việc mang tính chất mê tín dị đoan là không chấp nhận được. Ngoài ra, theo vị này, Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên cũng đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Những ngày qua, phụ huynh học sinh trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế phản ánh bữa ăn bán trú 27.000 đồng, không đảm bảo chất lượng. Theo hình ảnh phụ huynh chia sẻ, bữa ăn bán chú buổi trưa tại trường với vài mẩu sườn heo, chả trứng chiên, đậu xào và cơm trắng. Theo tìm hiểu, mỗi phụ huynh phải đóng 27.000 đồng một suất ăn bán chú cho con tại trường, bao gồm một bữa ăn trưa và một bữa nhẹ là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều. Ngoài ra, đóng thêm 10.000 đồng một bữa để hỗ trợ nhân viên, giáo viên bán chú và tiền ga trong mỗi bữa ăn. Một nữ phụ huynh có con đang theo học lớp 3 trường tiểu học Quang Trung chia sẻ, Chị suýt khóc khi thấy hình ảnh bữa ăn bán chú buổi trưa của con tại trường học leo teo đến như vậy. Cũng theo những phụ huynh này, đây không phải lần đầu tiên họ phản ánh về việc bữa ăn bán chú của học sinh ở trường không đảm bảo chất lượng, các phụ huynh đề nghị sự việc này được làm rõ. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thế Sinh, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung khẳng định, Hình ảnh khay cơm bán chú mà phụ huynh phản ánh sau đó lan truyền trên mạng, không phải bữa cơm mà trường chuẩn bị cho các cháu. Ông Sinh cho biết, hình ảnh chụp đúng là ở trường, tuy nhiên khay cơm đó không đúng với thực tế mà nhà trường chuẩn bị. Theo ông Sinh, bữa ăn 27.000 đồng, trong đó có 5.000 là tiền sữa bữa lỡ cho học sinh và 800 đồng tiền ga. Còn phụ huynh đóng thêm 10.000 đồng là tiền để các bảo mẫu chăm lo phục vụ cho việc các cháu ăn ngủ, chứ không phải là tiền để phục vụ bữa ăn. Về hình ảnh 6 khay cơm của học sinh được lan truyền trên mạng, ông Sinh cho biết hình ảnh đó không đúng vì nhà trường chuẩn bị bữa cơm cho học sinh sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy. Tối đa bàn nhựa chỉ xếp được 4 khay. Lãnh đạo ở trường tiểu học Quang Trung cho biết hiện nay đơn vị vẫn đang tổ chức xác minh việc những hình ảnh đó xuất phát từ đâu. Tại sao lại có những hình ảnh đó? Những người đưa hình ảnh đó nhằm mục đích gì? Khi có kết quả sẽ báo cáo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Huế. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và xác minh sự việc. Ông Hạnh cho biết, khi kiểm tra thực tế, bữa ăn chuẩn bị cho học sinh đầy đủ khác so với hình ảnh phụ huynh phản ánh. Qua sự việc này, chúng tôi yêu cầu trường chấn chỉnh, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát công tác bán trú, nhất là chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mới đây, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức liên quan đến trường quốc tế Mỹ. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ công tác liên ngành tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ, đảm bảo điều kiện tổ chức học tập, nội dung chính của chương trình học, chất lượng dạy học của trường và chất lượng học tập của học sinh các vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác xử lý các vấn đề liên quan đến trường này từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Về tài chính, đến 14 giờ ngày 12 tháng 4, phụ huynh đã đóng góp 30,4 tỷ đồng vào tài khoản tiếp nhận hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023-2024. Trong tuần qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia giả soát, giám sát việc chi lương tạm tính, tiền nhà cho giáo viên người nước ngoài và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy. Số dư hiện tại là 6,7 tỷ đồng. Hiện trường còn 1087 học sinh, giảm 33 học sinh. Trong ngày 12 tháng 4, ở bậc tiểu học có 42 trên 49 giáo viên nước ngoài, 12 trên 14 giáo viên Việt Nam, 395 trên 428 học sinh tiểu học đi học lại. Ở bậc trung học, có 55 trên 74 giáo viên nước ngoài, 10 trên 13 giáo viên Việt Nam, 547 trên 659 học sinh đi học lại và 95 trên 103 nhân viên đi làm. Theo báo cáo của Hiệu trưởng, đến ngày 12 tháng 4, trường nhận được 10 đơn xin thôi việc từ giáo viên người nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy học của nhà trường trong thời gian tới. Số học sinh vắng học trong ngày 12 tháng 4 cao nhất trong tuần qua. Bậc tiểu học vắng 33 học sinh, Bậc trung học vắng 112 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao Phòng Giáo dục Trung học nghiên cứu đề xuất của trường cho các khối lớp kết thúc năm học sớm vào ngày 26 tháng 4. Riêng lớp 12 sẽ đến trường hướng dẫn ôn tập đến ngày 17 tháng 5 để hoàn thành kỳ thi tú tài quốc tế.